Chương 749 Cần Tất. Hờ, mày thì biết cái gì? Ngụy Sâm chẳng thèm ngó ngàng tới Diệp Tu. Con chân quả liếc muốn lé mắt, dám nói với Diệp Tu à? Bách Hòa Toàn Thư Vinh Quang, mày biết cái gì? Quá trời cháo. Đại triều vừa cao đào lầu vừa khó thi triển nên tần rất sử dụng thi đấu rất thấp. Diệp Tu nói thuật ngữ phải nói là tuôn hết từ này tới lần lọ. Tần suất sử dụng chính là số lần sử dụng một kỹ năng trong suốt quá trình, ngoại trừ kỹ năng bị động có thể duy trì liên tục, có thể sử dụng trong suốt trận đấu. Đa số các kỹ năng khác phải là suy tính trên nhiều phương diện, thời gian cao đao, chiến thuật của đội, phong cách người chơi thao tác. Loại đại chiêu siêu cấp như cánh cửa tử vong đúng là như lời Diệp Tu chỉ. Xét riêng thời gian cao đao dài, tôi cũng là biết tần suất sử dụng của nó không cao. Xỉ, tần suất sử dụng, đó là cái lờ gì thế? Quan trọng là hiệu suất. Nếu mỗi lần tung cánh cửa tử vong ra nắm chắc cơ hội, một cấp tăng thêm mang lại bao nhiêu lợi ích mày biết không? Ngụy Sâm nói. Làm gì có cái cơ hội này trong thực chiến? Diệp Tu đáp. Cơ hội là do mình tự tạo ra. Ngụy Sâm bốp. Chật chật. Diệp Tu quay đầu nói với mấy người khác. Nhìn đi, đây là phong cách điển hình chiến đội làm vũ. Tô Mộc Tranh cười, đường nhiều bánh bao ngơ ngác. Trần Quả thì cau mày suy nghĩ. Kiều Nhất Phàm giật mình nhưng cũng nhanh chóng hiểu. Không sai, đây là phong cách điển hình của làm vũ. Chiến đội này có đội trưởng Dụ Văn Châu am hiểu sử dụng chiến thuật tạo ra cơ hội. Còn Hoàng Thiếu Thiên rất giỏi nắm bắt, mà bây giờ, cựu đội trưởng của họ trong lúc nâng cấp kỹ năng cho vũ khí bạc cũng hoàn toàn thể hiện phong cách này, theo đuổi cái việc nắm bắt cơ hội một cách tất sát. Vậy mày nói xem, nên ép thế nào? Ngụy Sơ hỏi. Ông không nghĩ tới cái việc ép một cái kỹ năng khác của Pháp Sư sao? Như vậy có thể tạo ra nhiều biến hóa về mặt đấu pháp. Diệp Tu trả lời. Ờ, cái kiểu dịch chuyển tức thời gì hả? Ngụy Sâm nói, dịch chuyển tức thời là một trong số kỹ năng cao cấp pháp sư nguyên tố. Ba nghề pháp sư chiến đối, triệu hầu hồi sư, ma đạo học giả vốn không thể học, nhưng lại có thể sử dụng về sau khi ép kỹ năng vũ khí, đương nhiên là ở cấp 1 thấp nhất. Mà dịch chuyển tức thời có vẻ là một trong những kỹ năng được tuyển thủ hệ pháp sư ưu ái, thế nên Ngụy Sâm cũng nghĩ tới nó đầu tiên. Cách làm này rất phổ biến, Ngụy Sâm sao không thể không nghĩ tới lúc làm vũ khí bạc. Nhưng lúc này hắn lại lắc đầu, tao không nghĩ làm vậy hợp với tao. Nếu nói vậy thì ông đúng, Diệp Tu nói. Nhảm nhí, mày nghĩ ông không biết sao? Ngụy Sâm trừng mắt. Vũ khí bạc đều là thiết kế riêng, đương nhiên làm theo cách của mình dùng quen thuộc mới tốt. Đùa đòi theo người khác, dập khuôn cứng nhắc, trông qua vẫn là lộng lẫy đấy. Những người thao tác có thể phát huy uy lực của nó hay không thì chưa biết. Hiển nhiên Ngụy Sâm chín chắn, không hàm hố ép mấy cái kỹ năng có vẻ đang thịnh hành này, chỉ là theo phương pháp mình quen dùng. Tiếp đó Ngụy Sâm đột nhiên ngẩn ra, mặt mũi bàng hoàng thình lình quay qua hỏi Diệp Tu. Đợi đã, đừng nói với tao là món vũ khí bạc kia của mày mỗi lần thay đổi hình thái đều có thể dùng một kỹ năng nhé. Hà, ông nói xem. Địt, biến thái vơ lơ. Thứ đồ chơi này của mày quả là rốt cuộc có thể biến ra bao nhiêu loại hình biến. Ngụy Sâm hoảng hốt. Hội Trần Quả hiểu được ý Ngụy Sâm xong cũng khiếp sợ. Mỗi hình thái có thể dùng một kỹ năng. Như vậy tán nhân Ô Thiên Cơ không phải sử dụng 120 kỹ năng cấp thấp của trước chuyển nghề, mà còn thầu luôn cả kỹ năng cấp cao, cho dù là kỹ năng này chỉ dừng ở level 1, nhưng uy lực level 1 cấp kỹ năng cấp cao có thể sánh bằng nhiều level kỹ năng cấp thấp. Mọi người cứ tưởng mình biết rõ đặc điểm sức mạnh Ô Thiên Cơ, không ngờ thứ này có thể ẩn chứa bí mật, chơi chiều với cả việc ép kỹ năng. Theo hình thái hoàn thành ở cấp 50 hồi trước, cuối cùng được 9 hình thái: khiên, chiến mâu, kiếm kỵ sĩ, thái đao, súng trường, hộp máy, pháp trượng, tôn pha, gậy phép. Nhưng cấp 55 bắt đầu thêm vật liệu của thần chi lĩnh vực. Tôi đang nghiên cứu càng đặc điểm vật liệu mới xem có thể thêm hình thái không, Diệp Tu nói. Nói cách khác, vũ khí của mày ít nhất là ép được 9 kỹ năng cấp nghề, Ngụy Sâm nói. Trước mắt là vậy, thực sự là quá biến thái. Trong giây lát, Ngụy Sâm cảm thấy vốn từ của mình thiếu tốn hết sức. Gã không thể tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung. Giờ phút này gã cảm thấy bàn tay tử vong của mình quá lép vế. Ô Thiên Cơ tên này quá là bạo tất luôn. Đầu óc phải cỡ nào mới có thể thực hiện ý tưởng này? Cứ từ từ, Diệp Tu sớm biết bình tĩnh hơn. Nghiên cứu cho tử tế, biến ra mấy trăm loại như vậy không phải mày học hết các kỹ năng sao? Đó mày là tán nhân toàn nghề chân chính kìa, Ngụy Sâm nói. Nằm mơ à? Diệp Tu cũng không coi cái lời này là thật.
Lúc trước Tô Mộc Thu dùng hết khả năng chỉ làm cho Ô Thiên Cơ được 9 hình thái, là bao gồm 3 hình thái xuất hiện sau của 6 nghề nạm. Làm ra thêm biến đổi đương nhiên không hoàn toàn là vì ép kỹ năng, mà là dù là nghề trong cùng hệ, đặc điểm vũ khí không giống nhau, mỗi loại vũ khí có hai thuộc tính là tấn công vật lý và tấn công pháp thuật. Như bàn tay của Tử Vong Ngụy Sâm thuộc tính loại gậy phép tấn công pháp thuật cao hơn hẳn tấn công vật lý 200 điểm, hợp với hệ pháp sư, còn trong nghề ám dạ thì cần là thuật sĩ phù hợp nhất. Kỹ năng nghề thuật sĩ thường là gây tổn thương pháp thuật, dùng gậy phép uy lực càng lớn thì cũng có thể dùng song kiếm, nhưng song kiếm lại thiên về tấn công vật lý, không thể không phát huy cực hạn khả năng tấn công pháp thuật. Cho nên Ô Thiên Cơ có nhiều hình thái biến đổi, không chỉ ép được nhiều kỹ năng mà còn có thể cường hóa kỹ năng của nhiều nghề. Kỹ năng vật lý thì dùng hình thái thiên về tấn công vật lý, kỹ năng pháp thuật thì dùng hình thái thiên về tấn công pháp thuật. Đây mới là sự dự tính do ban đầu Tô Mộc Thu tạo ra nhiều hình thái. Trong các lúc ấy điều kiện có hạn, Ô Thiên Cơ cuối cùng chỉ đạt thêm được 3 hình thái. Hơn nữa, nếu xét một cách khắt khe, chỉ có một cái hình thái chiến màu cùng pháp trượng của hệ pháp sư mới là biểu hiện đầy đủ một cái thiên vật lý, một thiên pháp thuật như dự tính ban đầu. Còn hình thái khiên hộp máy thực ra không tính là vũ khí. Giờ đây thần chi lĩnh vực xuất hiện, tạo ra càng nhiều vật liệu lựa chọn, Diệp Tô bắt đầu nghiên cứu làm thế nào thực hiện ý tưởng rằng giờ ban đầu có hạn ấy của Tô Mộc Thu, con đường tiến hóa Ô Thiên Cơ còn rải nắm mới hết. Vậy xem bàn tay tử vong cấp 70 xong, đám Diệp Tư lần lượt rời khỏi trò chơi. Ngụy Sâm nhận lại nghênh phong bố trận, chuẩn bị diễu võ ra ngoài trong đấu trường tiếp. Chợt thấy mọi người đứng dậy, gã thắc mắc, làm chi đó, nghỉ ngơi, về sau buổi tối mới bắt đầu chơi, Diệp Tư nói. Hôm nay là ngày thứ hai của tuần mới, Trương Tân Kiệt lại là sáng sớm chạy tới dẫn đoàn cướp bót. Diệp Tư dự là tên này sẽ là tận tâm vì hậu cần chiến đội suốt mùa hè, chiến thuật tranh lệch giờ chỉ mới áp dụng. Hắn cũng nói trước với đám Trạm Lâu Lan, đoàn đội của họ có thể tự do sắp xếp thời gian. Bây giờ mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Thế buổi tối khi Trương Tân Kiệt nghỉ ngơi, cả đám vùng dậy. Vậy thì một ngày kiểu gì cũng tránh được Trương Tân Kiệt 8 tiếng. Cùng lắm cũng chỉ 2 tháng, mọi người vất vả chút vậy. Diệp Tư nói, em quyết định rồi, kỳ nghỉ này tới Hưng Hân nghỉ phép. Tô Mộc Tranh tuyên bố, được được, hoan nghênh hoan nghênh. Chân quả rơi hai tay hai chân, không cho Diệp Tư cơ hội nói gì thêm, tiếp đón nhiệt tình. Bên Trương Tân Kiệt lúc này đang chấn chỉnh đội ngũ. Thành quả hôm qua của Mưu Đồ Bá Đạo không tệ, nhưng hôm nay là tổn thất liên tục, đặc biệt trận chiến vừa rồi, giàn sao xuất hiện liên tục quả là rúng động. Cũng may mắn vừa gọi điện xác nhận với Tiêu Thời Khâm, biết đó chỉ là ngẫu nhiên. Nói cho cùng, những cái chiến thuật đoàn đội càng nhiều nhân vật như Tiêu Thời Khâm thì càng làm Trương Tân Kiệt kiêng kỵ. Bây giờ biết Tiêu Thời Khâm không tự dưng xuất hiện, Trương Tân Kiệt yên lòng hơn nhiều. Còn người của công hội lại không cần hắn an ủi. Hai trận liên tiếp không cướp được gì chỉ là chuyện rất bình thường với công hội nào, căn bản không đả kích sĩ khí. Bọn họ chỉ là lo đội trưởng, đội phó trường bị ảnh hưởng gì hay không. Vừa nhìn thấy Trương Tân Kiệt ra ngoài gọi điện, khi quay về vẻ mặt bình tĩnh, mọi người trộm đoán có phải có ai ở chiến đội hay không. Kết quả hiển nhiên không phải, tình báo về boss reset lại là tới. Trương Tân Kiệt tập hợp mọi người như cũ, cũng không có giới thiệu ai mới cả. Sau lúc này cướp được boss rất thuận buồm xuôi gió. Thế lực bốn công hội Diệp Thù, đối thủ của Trương Tân Kiệt kiêng kỵ nhất, dẫn đầu không xuất hiện. Trương Tân Kiệt còn cho rằng có âm mưu gì đen tối, vẫn cẩn thận đề phòng. Ai ngờ tới khi con boss ngã xuống cũng không thấy ai xuất hiện. Hội Diệp Thu thực sự không tới. Tình báo công hội sau đó bảo rằng đa số người thuộc phe cánh Diệp Thu đều không online, bao gồm cả hắn và hội trưởng bốn công hội. Trương Tân Kiệt mới đầu còn suy nghĩ xem thế nào. Đến buổi tối, Trương Tân Kiệt chuẩn bị nghỉ ngơi, đột có công hội báo tin người bốn công hội hành động. Trương Tân Kiệt sửng sốt cũng bình tĩnh. Bên kia định chơi chiêu vặt trong trận đấu này, nhưng cũng chỉ là đối thủ hiểu rõ lẫn nhau như Diệp Thu làm vậy, người bình thường chưa chắc biết chiêu này. Rõ ràng ý định đối phương, Trương Tân Kiệt chỉ có thể cười trừ. Nên nghỉ ngơi vẫn nghỉ ngơi, knock out vẫn knock out. Với hắn, cách này của Diệp Thu khiến ai lấy điều vui. Diệp Thu thấy hắn khó trời muốn tránh, chẳng lẽ hắn lại không muốn tránh Diệp Thu. Bây giờ đối phương chủ động lé tránh, đương nhiên Trương Tân Kiệt không có đuổi theo cành đùa với người ta. Một ngày rất dài ai cũng cần nghỉ ngơi, có chênh lệch thời gian như thế cũng tốt.
Chương 750. Vì quán quân. Bọn Diệp Tù đoán chuẩn thời gian Trương Tân Kiệt đi ngủ, nhân dịp đêm khuya thành vắng mà vào game là mưa làm gió, thu hoạch bót hoàng dã mấy công hội đồng mình trước giờ không mấy khả quan, tay mới khởi sắc chút đỉnh. Đang là giai đoạn mặn lồng hơn bao giờ hết, ý chí chiến dâng trào, huống chi chỉ cần thâu đêm 2 tháng, cả đám dứt khoát lật ngược đồng hồ sinh học. Giữa đêm có bót cướp bót không chỉ bót thì giải tán tự do hoạt động, cày cấy một đêm, dù chỉ 4 con xuất hiện nhưng cả 4 đều về tay bọn Diệp Thu. Mọi người vui vẻ, chia vật liệu, thấy trời sáng vẫn chưa muốn nào. Ngồi tí nữa đi, tên kia cho on mà, đợi hắn on mình hãy ập. Chảo Lola nói, đồng ý, duyệt, chuẩn tấu. Mấy vị hội trưởng nhào nhào tán thành. Diệp Thu thấy mọi người đồng lòng quyết định đợi Trương Tân Kiệt on rồi ngủ. Dù sao hắn biết Trương Tân Kiệt sống vô cùng kỷ luật. Tối đúng giờ đắp chăn, sáng đúng giờ có mặt. Chỉ cần để ý thời gian hắn on mấy ngày trước đã biết. Đảm bảo không chật, mà bây giờ gần tới lúc, tốt nhất tranh thủ trước khi hắn làm thêm một con. Farm bot trước rồi farm Trương Tân Kiệt. Farm bot trước rồi farm Trương Tân Kiệt. Cả đám lầm rầm khiến người ta giờ khóc giờ cười. Nhưng mà không ngờ, mãi tới trưa ngày hôm ấy cũng không thấy mặt mũi người nọ. Ngồi từ tối tới khuya, cả đám mệt mỏi sắp cục. Nhưng mà Trương Tân Kiệt còn chưa reset, ai cũng không nỡ đi ngủ. Diệp Tú cảm thấy nghi ngờ vì sao tên kia không on. Là nhìn thấu ý đồ bọn họ hay chơi xỏ cho cả đám chờ tới ngất sao? Không phải, ý nghĩ chợt thoáng qua bị Diệp Tú phủ nhận. Như vậy không giống phong cách Trương Tân Kiệt. Hôm nay không on là vì có việc bận. Có lẽ là ngày nghỉ hắn tự dành cho mình. Kết quả người ta tìm ra sự thật trước tiên là Trần Quả không phải trong game, mà từ bên ngoài. Trần Quả buồn chán ngồi trên web phát hiện tin mới, bắt đầu tổ chức họp báo chào mừng tuyển thủ chuyên nghiệp mới kéo tới Lâm Kính Ngôn. Lâm Kính Ngôn tới bắt đầu. Website Trần Quả là trang thông tin chính thức của liên minh. Họp báo của bắt đầu bắt đầu, rõ ràng không phải tin đồn vậy. Vừa nhìn thấy cô lập tức kêu Lâm Kính Ngôn. Diệp Tô Bảo Ngụy xâm giật mình. Lâm Kính Ngôn là một người quen biết cũ của cả hai, tới giờ là vẫn còn trụ ở liên minh. Lâm Kính Ngôn trở thành tuyển thủ mùa thứ hai liên minh chuyên nghiệp vinh quang, không lập tức gây cái tiếng vang lớn như nhiều đại thật tân binh khác. Lâm Kính Ngôn là một cái tuyển thủ đúng tiêu chuẩn tiến lên từng bước một, đến khi nhận được danh hiệu lưu manh đệ nhất vinh quang. Danh hiệu này chỉ có ý chỉ là nghề nghiệp gã chơi. Bản thân Lâm Kính Ngôn là một người ôn hòa, cư xử với ai là lịch sự nho nhã. Chỉ là 5 tháng trôi đi, phong độ Lâm Kính Ngôn mất dần, danh hiệu lưu manh đệ nhất của hắn bị khiêu chiến hết lần này tới lần khác. Đến mùa giải năm nay, tân binh mới nổi chiến đội Bách Hoa Đường Hạo trực tiếp chỉ mặt Lâm Kính Ngôn trong chương trình Ngôi Sao Cuối Tuần tuyên bố lấy hạ khắc thượng. Trận ấy Lâm Kính Ngôn thua, danh hiệu lưu manh đệ nhất rốt cuộc đổi chủ. Dù trong tay Lâm Kính Ngôn vẫn còn nhân vật lưu manh số 1 Đường Tam Đả, nhưng xung quanh bắt đầu xì xào nếu Đường Tam Đả vào tay Đường Hạo, cảnh tượng huy hoàng sáng lạn như nào. Lời đồn chiến đội Bách Hoa thu mua Đường Tam Đả được mọi người truyền tay, đích xác không coi chủ nhân hiện tại nhân vật ra gì, nhưng nghề thi đấu điện tử đôi khi vẫn bạc bẽo như thế. Mọi người đều hướng tới cảnh náo nhiệt tương lai, còn cảm nhận lão tướng sắp xuống đài mới ai để ý. Đến vòng tứ kết, tình cảnh Lâm Kính Ngôn càng lúc khó khăn. Chiến đội Hồ Khiếu không vào được tứ kết, đội trưởng cũng là tuyển thủ chủ lực nhất là Lâm Kính Ngôn khó tránh thoát trách nhiệm. Phải biết rằng thực lực nói chung của Hồ Khiếu không thấp, có hai tuyển thủ và nhân vật hạng sao, thêm một tân binh giữ danh hiệu nhân vật mới xuất sắc nhất Triệu Vũ Chết, những cái tuyển thủ khác không kém cỏi. Vậy mà thành tích chung cuộc chẳng có đẹp đẽ như những cái danh hào kia. Nhưng mà cái lời chế giễu trầm trọng ấy ập tới không thiếu từ fan của đội Hồ Khiếu. Họ cho rằng đội trưởng liên lụy chiến đội, lý trí một chút thì hy vọng Lâm Kính Ngôn biết điều nhường chức xuống hậu trường làm dự bị tiếp tục cống hiến, kẻ quá khích hơn nữa là coi gã là ông nhọt, ngồi sau màn hình chửi rủa cay nghiệt, bảo gã cút xéo đi. Lâm Kính Ngôn rất chi bất đắc dĩ.
Gã không muốn đi, gã thực sự cảm thấy mình có thể tiếp tục theo đuổi vinh quang 7 năm ròng. Gã thậm chí còn chưa một lần bước vào chung kết. Gã biết xung quanh có rất nhiều tuyển thủ như vậy, nhưng người ta là người ta, riêng bản thân gã Lâm Kính Ngôn không cam lòng. Nhường chức cho người khác tiếp tục phấn đấu vì đội trong thân phận phó chủ lực, Lâm Kính Ngôn cảm thấy không phải là không thể. Nhưng điều làm gã cảm thấy lạnh lẽo, câu lạc bộ dường như không có ý định như vậy. Sau khi gã bày tỏ thái độ, câu lạc bộ chưa từng cho gã câu trả lời minh bạch, dù là trong nội bộ hay công khai truyền thông, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Lâm Kính Ngôn lăn lộn trong nghề 7 năm, tất nhiên hiểu được đây là một loại ám chỉ. Nếu câu lạc bộ ủng hộ Lâm Kính Ngôn sớm đã lên tiếng bảo vệ, không nói không có nghĩa là đang do dự hay suy nghĩ, thực tế họ đã đưa quyết định từ lâu, nhưng mà không muốn làm gã khó xử. Còn nếu thẳng thừng quay lưng chối bỏ, có thể làm nguội lạnh tình cảm của Lâm Kính Ngôn với câu lạc bộ, làm tổn thương gã cũng làm tổn thương nhiều fan hâm mộ. Sự tranh né câu lạc bộ nhưng mà hy vọng Lâm Kính Ngôn tự hiểu, đừng nhắc tới những cái chuyện khó xử kia. Lâm Kính Ngôn chỉ đành im lặng, không phải là thủ đoạn đáp trả, chỉ là gã cảm thấy nói cũng vô dụng, giải nghệ, tìm một chiến đội nhỏ nhỏ sống qua ngày. Lâm Kính Ngôn nhận được không ít lời mới như vậy, nhưng nhiệt huyết hắn chưa lụi tàn, gã không muốn biến mình thành cái kẻ tầm thường trong chiến đội tầm thường không mục đích. Thay vì thế, Lâm Kính Ngôn thà vào một điệu ớ ớt chói chót bạc, cố gắng giữ vững vị trí lên mình cũng có mục đích sống hơn nhiều. Nhưng nói là nói vậy, đây không phải là thứ Lâm Kính Ngôn muốn. Đến đồng đội này, giải nghệ cũng có lẽ không phải là con đường, có là con đường tốt nhất. Lâm Kính Ngôn gần như quyết định, nhưng vì một cái cuộc điện thoại gạt bỏ suy nghĩ lúc trước. Tới đây đi, ở đây có chỗ dành cho cậu. Một lời mời bất ngờ gửi tới Lâm Kính Ngôn. Hàn Bá Thành, chiến độ bá đồ. Lâm Kính Ngôn còn chưa nghĩ tới trong 5 tháng cuối cùng theo đuổi vinh quang của mình, nhận được lời mời từ chiến đội đứng đầu như bá đồ. Gã ở Hồ Khiếu, mục tiêu mỗi năm đơn giản là vào tứ kết, sau đó cố gắng nhiều điểm một chút. Nhưng còn chiến đội bá đổ, quán quân liên minh chuyên nghiệp mùa thứ tư, một đội lấy quán quân làm mục tiêu thi đấu. Dù là đội trưởng của họ, chủ lực của họ cũng chịu ảnh hưởng tuổi tác, khốn khổ vì mất dần phong độ, nhưng mục tiêu chưa tương đổi. Đây là một cái đội ngũ vĩnh viễn không lùi bước. Họ mời chào Lâm Kính Ngôn tất nhiên không để đem về bề trí, nhất định có chỗ cần gã. Sau một phút gác điện thoại, Hàn Văn Thành, Lâm Kính Ngôn liền quyết định xong, bấm điện thoại kiên nhận đáp: tôi quyết định gia nhập bá đồ. Với định Lâm Kính Ngôn, chiến đội Khô Hiếu lại Hồ Khiếu không có bất kỳ trạng thái ngăn cản, báo giá cho bên bá đồ càng hét tha cửa. Tuyển thủ ngôi sao từng giữ danh hiệu đệ nhất lưu manh vinh quang Lâm Kính Ngôn rốt cuộc chuyển nhượng tới bá đồ, giá 1 triệu. Đặt vào thời kỳ hoàng kim Lâm Kính Ngôn, thực sự chuyện này khó có thể tưởng tượng. Chiến đội Hồ Khiếu tổ chức lễ đưa tiễn cho lão tướng một cách long trọng, tỏ ra biết ơn vì cống hiến bao năm qua của gã dành cho chiến đội. Lâm Kính Ngôn là người tử tế, dù chiến đội cuối cùng quyết định vứt bỏ gã, hắn không oán hận. Sau khi lần lượt bắt tay hết nhân viên lớn nhỏ câu lạc bộ, tuyển thủ chuyên nghiệp xém chút nữa giải nghệ này một lần nữa bước ra trên con đường đuổi theo vô địch. Bước chân này gã đi vô cùng sảng khoái. Trong buổi họp báo bá đồ, Lâm Kính Ngôn nói rõ mình tới bá đồ không phải để dưỡng lão, gã tin tưởng bản thân có thể cống hiến cho đội. Khi mà chiến đội cần, gã lập tức mặc giáp ra trận. Câu trả lời Lâm Kính Ngôn khá khéo, có thể nghe ra ám chỉ trong lời Lâm Kính Ngôn. Gã không chú ý thân phận của mình ở bá đồ, làm dự bị trả sao, danh vọng của Lâm Kính Ngôn dễ bị người ta gán ghép vào vị trí chủ lực. Không ít người mới nghe tin mà đoán già đoán non, không hài lòng với cách làm của bá đồ, cho rằng Lâm Kính Ngôn sắp hết thời vào đội lại được ưu ái, có nhiều cơ hội lên sân. Câu lạc bộ mà sắp xếp không tốt dễ làm xích mích long tuyển thủ, gây mâu thuẫn nội bộ. Bây giờ Lâm Kính Ngôn nói vậy rõ ràng là câu trả lời đáp lại lời đồn kia. Nhưng Lâm Kính Ngôn có lòng hòa giải bên bá đồ chẳng chịu phối hợp. Đội trưởng bá đồ Hàn Văn Thành nói thẳng, mùa giải tới Lâm Kính Ngôn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong đội. Câu lạc bộ đang chế nhạo nhân vật lưu manh dành riêng cho Lâm Kính Ngôn, chúng tôi mời cậu ấy gia nhập chỉ một mục đích, vì quán quân. Nơi này trái ngược lại hẳn là do câu phát biểu của Lâm Kính Ngôn, nhưng Lâm Kính Ngôn nghe xong tuyệt nhiên không để ý, nhân vật dành riêng vì quán quân mà mời tới. Từ đây có thể thấy được sự coi trọng của bá đồ cho gã, chút băn khoăn trong lòng Lâm Kính Ngôn hoàn toàn biến mất. Từ hôm nay gã chính thức là thành viên mới của bá đồ, ở lên đây đừng nói tứ kết, đoạt quán quân cũng được. Thank you.
Chương 751, Tần Bình Lâm Kính Ngôn. Tin Lâm Kính Ngôn gia nhập chiến đội Bá Đậu không gây bão mạnh như lúc Tiêu Thời Khâm tới ra thế, nhưng vẫn nhận được sự đông đảo chú ý. Dù sao là tuyển thủ ngôi sao một thời, tuy bây giờ không còn như trước nhưng vẫn là rất đáng để giật tít như thường, huống chi việc chuyển đội không phải là kết cục cuối cùng của Lâm Kính Ngôn. Lời tuyên bố hùng hồn của Hàn Văn Thanh trong buổi họp báo khiến vị tuyển thủ đang bình tĩnh thoáng chốc hót hẳn. Sau khi tin tức tung ra, dư luận lập tức chia thành nhiều phe, có người vẫn thở ở đội chuyển nhượng, người cho rằng mưu đồ Bá Đạo đang lùi mưu lớn, kẻ rảnh rỗi suy đoán Bá Đổ có tuyển thủ vài nhân vật mới thì lập đội hình thế nào. Trước này Bá Đổ không có vị trí lưu manh, giờ thêm vào tất nhiên không phải, cũng là phải xây dựng lại hệ thống chuyến thuật. Đám Diệp Tu nghe Trần Quả báo tin tự mở trang web hóng, rốt cuộc hiểu lý do hôm nay Trương Tân Kiệt không hiện. Có thành viên mới bình thường là tổ chức tiệc mừng linh đình, nghĩ tiếc cái từ dành riêng lúc lãnh Hàn Văn Thành nhấn mạnh, thoáng liên tưởng tới cái chuyện Trương Tân Kiệt hai bữa nay bôn ba cây vật liệu ra là tìm đồ trang bị cho lưu manh của Lâm cho Lâm Kính Ngôn. Mày có ý kiến gì vụ này không? Ngụy Sâm đột nhiên hỏi Diệp Tu. Phiền chết Diệp Tu cho mày. Phiền. Ngụy Sâm kinh ngạc. Liên quan gì tới mình mà phiền? Không lẽ mày nghĩ xa xôi tới mức cạnh tranh quán quân? Ông nghĩ nhiều. Bây giờ cũng phải cạnh tranh rồi, Diệp Tu nói. Bây giờ Trương Tân Kiệt tự dẫn đoàn cướp bót, hẳn là vì ác lưu manh mới của Lâm Kính Ngôn. Bây giờ Lâm Kính Ngôn tới Bá Đổ, với tính của ông chịu ngồi nhìn Trương Tân Kiệt bận rộn vì mình sao? Diệp Tu nói. Bây giờ không phải Ngụy Sâm, tất cả mọi người hiểu ý Diệp Tu. Mưu đồ Bá Đạo có một Trương Tân Kiệt đã tới mẹ, giờ có thêm Lâm Kính Ngôn, dù là phong độ hiện tại của gã tệ lậu thế nào với trình độ và ý thức của một tuyển thủ chuyên nghiệp đã lâu đời. Vai trò của gã trong một cái trận chiến đoàn đội hơn xa tụi Tân Bình, Triệu Vũ Triết, Lư Văn Hãn. Lâm Kính Ngôn có ăn ngủ đúng giờ không? Trần Quả vội hỏi. Bây giờ dùng phương pháp chênh lệch mỗi giờ tránh được xung đột trực diện với Trương Tân Kiệt, nhưng lỡ cái chiêu này không sai được với Lâm Kính Ngôn, gã với Lâm Trương Tân Kiệt thay phiên 24/24 bây giờ sống sao? Mà Trần Quả tuy hỏi vậy nhưng cũng không nhiều hy vọng. Mấu chốt kế hoạch chênh lệch mỗi giờ này không phải chuyện ăn ngủ đúng giờ của bé Trương Tân Kiệt, mà đánh vào tính nghiêm túc kỷ luật đến độ khắc nghiệt quán. Nếu là người thường như mấy cái vị Hưng Hân đây cũng sinh hoạt như bao người đấy thôi. Nếu không phải là vì cướp bót sao đến nông lỗi đêm ngủ ngay như bây giờ. Nhưng mà kế hoạch của họ chưa chắc qua mắt được Lâm Kính Ngôn, mà Bá Đồ coi trọng gã như vậy bây giờ đúng là cái thời điểm cần gã xả thần báo đáp. Quả nhiên Diệp Tu lắc đầu. Cái này có ích gì? Kế lợi dụng chênh lệch thời gian đúng chỉ là sai được với mỗi Trương Tân Kiệt. Thôi tới đâu hay tới đó, Ngụy Sâm thở dài. Câu lạc bộ Bá Đồ họp báo xong, trong chiến đội tổ chức tiệc chào mừng Lâm Kính Ngôn vào đội. Đội trưởng Hàn Văn Thanh và đội phó Trương Tân Kiệt đưa gã đi tham quan một vòng, sau đó dẫn người tới bộ phận nghiên cứu kỹ thuật giới thiệu nhân vật lưu manh đặc biệt chế cho gã. Nhân vật là Lãnh Ám Lôi, điểm kỹ năng 4840, trang bị hiện tại 5 món bạc. Lâm Kính Ngôn xem thuộc tính từng cái cảm thấy khá hài lòng, mà những món khác đã lên kế hoạch xong hết. Phụ trách bộ phận nghiên cứu kỹ thuật nghiền kiên nhẫn bày từng món cho gã xem, lại là một cái hành động thể hiện coi trọng của câu lạc bộ với Lâm Kính Ngôn. Mấy lời trước ống kính có khi chỉ là dùng đối phó cho quan chuyện. Lâm Kính Ngôn là một tuyển thủ lâu năm, nhất định hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Chiến đội Bá Đồ sợ gã lo nghĩ không vui nên mới là cố ý sắp xếp thế này, muốn Lâm Kính Ngôn hoàn toàn yên lòng. Nhưng có vẻ họ làm điều thừa. Lâm Kính Ngôn lúc thấy nhân vật lưu manh câu lạc bộ chế tạo cho mình cũng không vẻ mặt nhẹ nhõm an tâm, chỉ là để ý trang bị bạc có phù hợp với hắn không thôi, rồi bắt tay thảo luận những cái phần chưa làm với người phụ trách. Trong liên minh hẳn không ai giành lưu manh hơn Lâm Kính Ngôn. Gã nhanh chóng tập trung nghiên cứu nâng cao thực lực nhân vật, từ đó nâng cao thực lực chiến đội, cống hiến cho chiến đội theo cách của mình. Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt đứng bên cạnh nghe, khẽ đưa nhìn mắt nhau, quyết định không quấy rầy, tự giác chuyển chuẩn êm ra ngoài. Hai người đều hiểu lịch trình tham quan đồ, giới thiệu đồ, giúp đội viên mới làm quen đội ngũ đồ thực sự là không cần thiết. Lâm Kính Ngôn là tuyển thủ lâu năm, rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh và nhân vật mới, đỡ tốn công hai người. Lâm Kính Ngôn nói chuyện đến quên thời gian, được hơn nửa tiếng đồng hồ, chợt nhận ra sự tồn tại của Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt. Nhìn quay lại, bóng hai người không thấy đâu. Còn đang thắc mắc, người phụ trách lại đưa ra mọi phần vật liệu mới. Kéo Lâm Kính Ngôn nói tiếp. Trưởng phòng nghiên cứu kỹ thuật Dương Ly của Bá Đồ là một người say mê công việc, có thể cày suốt ngày đêm không ngủ nghỉ. Nói chuyện với Lâm Kính Ngôn lửa tiếng giúp hắn ngộ ra nhiều điều, sâu sắc cảm nhận danh hiệu lưu manh số 1 quả là danh bất hư truyền. Sao có thể dễ thả Lâm Kính Ngôn đi? Lâm Kính Ngôn nghĩ Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt không nói tiếng nào đi mất, phòng trưởng do không muốn làm phiền tạo điều kiện cho gã thảo luận trang bị, sảng khoái nhận lời. Lâm Kính Ngôn vừa vào Bá Đồ, ngày đầu tiên là vùi đầu vào bộ phận nghiên cứu trang bị làm việc. Chỉ bấy nhiêu đây là nhìn ra sự phóng khoáng của câu lạc bộ Bá Đồ,
Nếu là mấy cái câu lạc bộ bổn xỉn khác nghiên cứu trang bị đều là giấu giấu giếm giếm, rồi là tuyển thủ nhà cũng không cho biết nhiều. Dù sao tuyển thủ đâu có cố định, lỡ ngày mai chuyển sang đội khác hay giải nghệ còn đem tư liệu mật chiến đội giao ra ngoài. Mấy cái thứ này có ký hợp đồng bảo mật cũng chả an tâm. Lâm Kinh Ngôn có chuyện để làm, không rảnh chú ý thị phi chiến đội, càng là không biết bản thân vô tình liên lụy đám Diệp Tu mất ăn mất ngủ. Nhưng nói ra là team Diệp Tu thức trắng một đêm lại là gắng gượng tới trưa mắt là zip hết lại. Cuối cùng cả đám Jolo quyết định thôi đéo xoắn nữa, kéo đi ngủ, chuyện ngày mai tính. Đến tối, cành đúng múi giờ Trương Tân Kiệt ngừng hoạt động, Nguyên Hội hẻ nhau sống dậy, nhắn tin thăm dò tình hình lúc ngủ với bọn Trường Trạm Lâu Lan. Kết quả nhận được câu trả lời, bàn chiều bót xuất hiện, Trường Tân Kiệt cũng dì xét. Có thấy lưu manh nào nổi bật không? Diệp Tu hỏi. Không đấy, nhân vật lưu manh không lẽ là do anh Lâm Kính Ngôn cũng tham gia? Mấy vị hội trưởng phản ứng nhanh. Đúng vậy, mới gia nhập chiến đội mà bên ấy khoe làm nhân vật riêng cho ông. Mấy cái vụ phi vụ gần đây của Trương Tân Kiệt hẳn từ đây mà ra, tôi đoán Lâm Kính Ngôn không ngồi nhìn đâu. Diệp Tu nói, để tụi cho người canh chừng. Cháu Nô Na nói, ba vị hội trưởng gật gù theo. Khi mà nghĩ tới chuyện Lâm Kính Ngôn muốn thò một chân vào vùng vũng cạn cướp bót, tâm trạng mọi người cũng trùng xuống. Cướp bót thật lắm gian nan, sóng to gió lớn đợt này như muốn cuốn trôi đám hội trưởng. Nhưng mà với những vị hội trưởng dẫn dắt công hội top dưới, đánh nhau khi thắng khi thua, mà thua nhiều hơn thắng này, vấn đề này chẳng là cái gì. Suốt một đêm Diệp Tu suy nghĩ nhiều. Bốt hoàng gia đầu tiên rốt cuộc xuất hiện, cả đoàn nhanh chóng tập kết. Khi mới tới chỗ đụng mưu đồ bá đạo, giờ này Trương Tân Kiệt đang an nghỉ, nhưng mà còn Lâm Kính Ngôn, Diệp Tu ghim mấy cái gã lưu manh mưu đồ bá đạo, phối hợp Tô Mộc Tranh và đám tinh anh xông vào giết một lúc mấy tên. Đến khi khuấy cho mưu đồ bá đạo thành một cái lồi chéo lỏng, Diệp Tu mới xác nhận Lâm Kính Ngôn không ở đây. Nếu không với tài nghệ Lâm Kính Ngôn, dù không bằng bậc thầy chiến thuật nhưng đủ để đè bẹp đám người chơi thưởng lâu. Cuối cùng tuy không moi ra Lâm Kính Ngôn nhưng mà nhận được món quà ngoài ý muốn. Hại người không mệt, tên nhóc kia đột nhiên xuất hiện trong chiến trường, tất nhiên là gom hàng như mọi ngày. Bị Diệp Tu phát hiện còn sống yên sao, tất nhiên là anh đầy bỏ đoàn. Gọi cả đội tinh anh ra lùng giết chú tới chân trời góc bể. Hại người không mệt, chỉnh cao bao nhiêu, bị Diệp Tu rình coi sao mà thoát được. Tới khi hại người không mệt căm hận nhắm mắt trôi tay, Diệp Tu mới chợt nhớ ra. Hình như quên tụi quên báo tên cho nó biết rồi. Mọi người nhắm mắt không lỡ nhìn, vô cùng cảm thông cho cái tên chết tức tưởi hại người không mệt. Thôi kệ, giết mấy lần rồi chắc cũng tự hiểu. Diệp Tu lười cũng là bỏ qua. Mọi người tiếp tục mặc niệm. Đêm này không gặp Lâm Kính Ngôn, bót cũng ít, cả đêm chỉ có một con, khiến mọi người ức chế nguyên đêm. Nhưng biết sao được, hệ thống gian lum mà. Tuy họ ức chế nhưng mà ít nhất cũng cướp được mấy cái công hội rình nguyên đêm, chẳng những mất bót còn là mất mạng, mất kinh nghiệm, mất trang bị mới gọi là khóc ra máu. Sáng hôm sau khi nhận được tin Vọng Sơn Vân vụ online, cả đám quyết đoán lock out đi ngủ cho khỏe. Tuy nói không thể hoàn toàn tránh được bóng ma mang tên Trương Tân Kiệt, ít ra giờ là ăn no ngủ kỹ, hẳn là lao vào chiến trường với Trương Tân Kiệt cây quốc cả ngày chứ. Bây giờ cả ngày đám sơ xác sau đêm dài, hắn thì vừa thức giấc trời vầy sao theo. Buổi sáng để cho Trương Tân Kiệt quay đi, đây là một loại chiến thuật đó. Chương 752, lập kỷ lục chuyển nhượng. Ngày 4 tháng 7, ngày thứ tư của đợt chuyển nhượng mùa hè, đám người hưng hần điên cuồng đảo đồng hồ sinh học tập trung ở phòng huấn luyện, vừa chào nhau vừa lóc game, đồng loạt quyết tâm nhân dịp mọi người nghỉ ngơi kiếp thêm vài con bot. Sáng nay cả đám ngủ hơi sớm, giờ mới sập tối, hẳn Trương Tân Kiệt vẫn còn trong game. Online lệch giờ phần lớn thời gian để tránh đối đầu trực diện với Trương Tân Kiệt, không thể né toàn bộ, nhưng bây giờ Diệp Tu hồi đầy máu, đánh nhau cũng sảng khoái tự tin hơn buổi sáng mệt nhọc. Trong lúc lóc game, Trần Quả lướt web vinh quang xem tin tức, không ngờ phát hiện Lâm Kính Ngôn gia nhập bá đồ là mưa làm gió trên đầu trang chủ hôm qua biến đâu không thấy. Thay báo là tin trưởng nhượng chuyển nhượng giật gân hơn toàn bộ. Tuyển thủ ngôi sao Đường Hạo chiến đội Bách Hoa dùng 10 triệu chuyển đến chiến hộ đội Hồ Khiếu. Câu lạc bộ Hồ Khiếu cũng là tổ chức họp báo giữa trưa kết thúc từ lâu. Bây giờ tin tức về đợt chuyển nhượng tràn ngập trong thông tin truyền thông vinh quang, cũng là bởi vì tin tức mà buổi họp báo mang đến thực là quá kinh khủng. 10 triệu, đây là giá trị chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử vinh quang, đồng thời cũng là cái cuộc giao dịch đầu tiên lên tới số hàng chục triệu. Tất nhiên là vì bên ngoài không biết tới cuộc giao dịch danh sách kỹ năng 20 triệu trong bóng tối của Diệp Tu và Luân Hồi. Hơn nữa, đợt chuyển nhượng này ít nhiều cũng liên quan tới đợt chuyển nhượng của Lâm Kính Ngôn ngày hôm qua. Đây là sự luân chuyển của hai thế hệ cao thủ lưu manh. Lúc Đường Hạo lấy hạ thắc thượng, khắc thượng đánh bại lưu manh Lâm Kính Ngôn ở ngôi sao cuối tuần, liên minh từng xôn xao tin đồn
Chiến đội Bách Hòa đổ tiền mua đường Tam Đả, xác lập vị thế vững chắc cho đường Tam Đường Hạo. Kết quả bây giờ Đường Hạo lại là nương nhờ tới Hồ Khiếu. Lâm Kính Ngôn hôm qua mới chuyển ra, hôm nay tuyển thủ át chủ bài quan trọng Đường Hạo lại chuyển vào, nhất định không phải quyết định lầm thời một ngày một ngày hai. Bây giờ ai cũng đều cho rằng Hồ Khiếu thu mua Đường Hạo là thay thế Lâm Kính Ngôn. May mà Lâm Kính Ngôn đi trước, nếu không là chịu cái cảnh khó xử. Mà từ đợt chuyển nhượng này cũng là phơi bày dã tâm Hồ Khiếu ra ánh sáng. Bắt đầu tiếp nhận người lính già Lâm Kính Ngôn, nói đúng là thu nhận cho gã một chốn về, mà Hồ Khiếu phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng dùng số tiền lên tới hàng chục triệu để mua một cái tuyển thủ át chủ bài Đường Hạo đang nổi, đã bộc lộ ra dũng khí quyết tâm cướp quán quân bằng được. Nhất thời trên dưới Hồ Khiếu, từ thành viên tới fan hâm mộ là vô cùng phấn khích. Chiến đội chưa một lần vào chung kết này, nháy mắt bỗng trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí tuần quán quân năm sau. Đường Hạo mãnh liệt, Phương Duệ hèn mọn, còn có Triệu Vũ Chiết vừa nhận giải, người mới xuất sắc đang nổi lên như ngôi sao mới. Thêm một cái đội viên tiêu chuẩn chuyên nghiệp khác, tương lai chiến đội Hồ Khiếu thoạt nhìn là vô cùng sáng lạn. Trái lại chiến đội Bách Hòa chưa bỏ tuyển thủ quan trọng nhất hiện tại, tuy thấy vô lý nhưng ngẫm lại cuộc giao dịch này so với việc bỏ tiền đi mua đường Tam Đả còn lời hơn nhiều. Phong cách của mỗi chiến đội trước nay là xây dựng vây quanh tuyển thủ chủ lực của mà đội. Mà nói tới tuyển thủ chủ lực không thể bỏ qua nhân vật chủ lực, nên là cuối cùng phong cách chiến thuật của mỗi chiến đội quyết định bởi phong cách tuyển thủ và nghề nghiệp nhân vật đóng vai trò át chủ bài trong đội. Như chiến đội Bách Hòa quen với việc triển khai chiến thuật lấy chuyên gia đạn dược làm chủ chốt, còn Hồ Khiếu lại là lưu manh. Nếu chiến đội Bách Hòa mua đường Tam Đả, đưa Đường Hạo lên làm trọng tâm xây dựng chiến thuật thì phải thay đổi phong cách trước nay của mình. Mùa trước vì biểu hiện vượt trội của Đường Hạo, tương phản thao tác thường xuyên của tuyển thủ Châu Viễn, điều khiển nhân vật Bách Hòa liễu loạn, phong cách đội trưởng dường như là bị lệch sang hướng này, nhưng thành tích của bọn họ không khả quan. Lưu manh Lý Đức là trong tay Đường Hạo không phải là tài khoản đặc biệt. Tuy vậy, chí ít vẫn là đạt chuẩn chuyên nghiệp, không chênh lệch với cái tài khoản khác. Hơn nữa, tài khoản là một cái tuyển thủ xuất sắc như Đường Hạo, chiến đội Bách Hòa tất nhiên phải bỏ công chăm lo rất nhiều. Nếu vai trò nhân vật với thành tích chiến đội chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là chiến đội Bách Hòa không hợp với hệ thống chiến thuật mới. Mùa giải sau, nếu có chiến đội Bách Hòa mua nhân vật lưu manh số 1 Đường Tam Đả cho Đường Hạo, có thể lội ngược dòng sao thì hiển nhiên là Bách Hòa không nghĩ vậy. Họ tình nguyện bỏ qua Đường Hạo, còn Hồ Khiếu, lưu manh vẫn là trọng tâm phát triển của họ. Có nhân vật lưu manh số 1, bây giờ có thêm tuyển thủ lưu manh số 1 không gì tuyệt hơn. Trong cái diễn biến ấy, Đường Hạo rốt cuộc chuyển nhượng thành công tới Hồ Khiếu với giá cao ngất vinh quang. Chiến đội Hồ Khiếu đạt được điều họ muốn, còn Bách Hòa, chiến đội Bách Hòa thu được khoản tiền chuyển nhượng, có khả năng tìm một cái chuyên gia đạn dược xuất sắc khác trong liên minh thay Châu Viễn không mấy lời bật mùa trước. Kết quả như vậy là hai bên đều có lợi, đợt chuyển nhượng rất ngon lành. Khi mà Trần quả cao nhau, tại sao Đường Hạo đi Hồ Khiếu chứ? Với lại, không phải là Bách Hòa muốn mua đường Tam Đả, Diệp Tu đạt cho ra đánh giá. Phần lớn phân tích xoay quanh đợt chuyển nhượng lần này đã chứng minh Diệp Tu đoán đúng. Cuộc giao dịch Hồ Khiếu và Bách Hòa qua suy tính rõ ràng khiến người ta vừa nhìn đã hiểu, so với việc bá đổ thủ nhận Lâm Kính Ngôn còn là hung hồn vì quán quân thì đáng trông đợi hơn nhiều. Thời gian chuyển nhượng mùa hè chính thức bắt đầu, hôm nay còn là ba đợt chuyển nhượng khác. Nhưng mà khi chỉ trong chiến đội nhỏ có trao đổi, có thu mua, giao dịch khoảng hàng triệu với những cái tuyển thủ dùng dự bị không hấp dẫn nhiều sự chú ý như Đường Hạo. Đám Hưng Hân vừa nói chuyện chuyển nhượng vừa đăng nhập game. Bốn hội trưởng bên Trạm Nô Nàn cũng on. Đầu tiên là trao đổi tin tức xem ban ngày tranh cướp bao nhiêu boss. Từ sáng tới chiều thần chỉ lĩnh vực 4 boss xuất hiện, tính ra không nhiều không ít. Lời nguyền Trương Tân Kiệt on thì không có boss của tụi Trạm Lâu Lan, xem ra không được cao xanh nghe tấu. Mọi người ủ ê thở dài, bốn hội trưởng bắt đầu sắp xếp nhân lực chuẩn bị chiến đấu. Mấy ngày nay hội trưởng không on, bốn công hội cũng bỏ boss luôn không cướp, tranh thủ thời gian nghỉ hồi sức cùng nhau đồng cam cộng khổ. Tới lúc Trương Tân Kiệt ngủ, hai bên nhất định đụng độ nhau, nhưng bây giờ mình sung mà hắn đuối nên đách sợ. Dù là quân mưu đồ bá đạo có mạnh hơn nhưng chỉ tăng thêm chút tỷ lệ cướp boss thành công. Chuyện cướp boss trước giờ không có đảm bảo 100%, thậm chí bên họ có đại thần vẫn có lúc không may để boss rơi vào tay kẻ khác. Mọi người on không bao lâu bắt đầu khai chiến, không ngại liên minh đối thủ, lúc lành quyết không thể để họ chiếm thượng phong. Mưu đồ bá đạo chia quân hai đường, một đường phòng thủ, một đường quấy rối bên cánh sườn. Diệp Tù dẫn đội tinh anh muốn dùng sức mạnh áp đảo đánh tan mưu đồ của đối phương. Khi pháp sư chiến đấu chúa phải có ánh sáng phán, như đại tướng quân muốn xông ngang về phía trước, thình lình một cái viên gạch thôi lùi từ đầu bay tới, đúng lúc cắt ngang kỹ năng. Thằng nào chọi gạch, Diệp Tù kêu lên, đảo mắt nhìn thấy một cái vòng không thấy ai, lòng lại rõ mười hung thủ. Lâm Kính Ngôn chính là gã, không ai khác. Gã không giao cà với Trương Tân Kiệt mà cùng người ra trận. Người lưu manh có rất nhiều phong cách khác nhau, khi bá đạo khi hèn mọn, Lâm Kính Ngôn có thể xem là người tập trung đủ phong cách của lưu manh.
Bây giờ nói trạng thái của gã kém hơn lúc trước chủ yếu là phản ứng tốc độ tay, nhưng mà kinh nghiệm và ý thức trái ngược hoàn toàn. Đoàn chiến trong game có rất nhiều người yểm hộ, nghênh ngang đập gạch vào mặt Diệp Tu cũng không tìm được người để tính sổ, nhìn ra tài năng của gã. Công kích của chúa phải có ánh sáng bị ngắt, đoàn mưu đồ bá đạo liền lồng xông lên. Lâm Kính Ngôn không chỉ tấn công đơn độc, tranh thủ có cơ hội chỉ huy đội ngũ, nhưng đội tinh anh Diệp Tu đầu dễ đối phó, thực lực vượt xa hẳn đội tiêu chuẩn bình thường. Đối với quân đoàn liều mạng số lượng lớn trước mặt, chẳng cần chiến thuật, chỉ cần kỹ thuật là quét sạch đủ. Công nhận mạnh, Lưu Anh Lâm Kính Ngôn trà trộn trang đội quan sát tình hình, gửi tin cho Trương Tân Kiệt. Trương Tân Kiệt giới thiệu cho Lâm Kính Ngôn biết sơ lược về đối thủ, người kia mới nói vậy. Tô Mộc Tranh cũng có ở đây. Lâm Kính Ngôn phát hiện bậc thầy pháo súng phối hợp chúa phán phải có ánh sáng. Đội tinh anh của họ rất mạnh, liều mạng nhất định thua thiệt, tốt nhất vẫn là giành ưu thế đoàn đội bên ta, cầm chân đội tinh anh, sau đó từ từ luốt hết đoàn. Trương Tân Kiệt nói, đồng ý, cứ thế mà làm. Lâm Kính Ngôn đang trả lời tin nhắn, chữ cuối cùng chưa đánh xong, chợt cảm giác mách bảo sau lưng bất thường, vội thao tác nhân vật ném một bên, sau đó trông thấy cục gạch bay ngang qua người. Lần này cả Lâm Kính Ngôn cũng toát mồ hôi, ngơ ngác chẳng biết gạch từ đâu bay ra. Gã xoay ngược, kết quả thấy một lưu manh không phải mưu đồ bá đạo xông tới. Mó đồ nhau à, trọi gạch lung tung mà coi được à. Lâm Kính Ngôn tưởng rằng mình bị tập kích, ai ngờ tên lưu manh kia chẳng ngó ngàng gì tới gã hăng say đi đập thẳng khác. Nếu là bình thường, Lâm Kính Ngôn nhất định cẩn thận quan sát đối phương, nhưng bây giờ là nhiệm vụ chính của gã chỉ huy đàn đội dùng sức mạnh tập thể cướp boss thành công. Chương 753, cố gắng phấn đấu. Lão Lâm, ra đánh nhau không nào? Lâm Kính Ngôn thậm chí nghe ra ý thách thức của lời Diệp Tu. Bàn về tuổi tác, đúng là gã lớn hơn Diệp Tu, nhưng mà nói kinh nghiệm vinh quang, gã tự nhận không bằng người trẻ tuổi này. Đây không phải là chuyện hiếm, không phải ai gia nhập liên minh trước đều là tuổi lớn hơn người tới sau. Nhìn chúa phán phải có ánh sáng của Diệp Tu đi loanh quanh đằng kia, rõ ràng tìm gã. Lâm Kính Ngôn không phải Lư Hãn Văn hay là Triệu Vũ Triết, Diệp Tu khiêu khích thế nào cũng chờ. Tên kia có cô làng đang giữ danh hiệu hợp tác tốt nhất sát bên cạnh, thêm một đám cao thủ trong game, lúc này nhảy ra không phải tự sát sao? Một mình Lâm Kính Ngôn chọi không lại, nhưng mà mưu đồ bá đạo tập thể thì khác. Trương Tân Kiệt bày chiến thuật kiểm soát toàn diện, phát huy sức mạnh tập thể rõ ràng là khoa học. Lâm Kính Ngôn không ngủ dại, nhảy ra solo, lúc này cũng không phải là giải thi đấu tranh tài. Lâm Kính Ngôn làm cộng sự lâu làm với cái kẻ được vinh quang là bậc thầy chơi bẩn của vinh quang. Xem ra học được không ít chiêu trò, lúc này chơi lưu manh cực kỳ hèn hạ. Bên này ném một cái viên gạch, bên kia chọn một cái bình xăng. Tóm lại quyết tâm không đối địch trực diện, thậm chí là giải đổ trọt nén khi có dịp, đồng thời chỉ huy đoàn phối hợp chiến đấu. Bên đây Diệp Tù dẫn đội đánh một lúc, cũng hiểu ra rằng đấu đội Lâm Kính Ngôn khó xơi hơn Triệu Vũ Triết hay Lư Hữu Văn. Hôm qua liên thủ với Tiêu Thời Khâm trời Trương Tân Kiệt một vố, ai ngờ quả báo tới nhanh, hôm nay lại bị hai cái vị game thủ chuyên nghiệp hội đồng. Mưu đồ bá đạo có sẵn ưu thế đoàn đội, dưới sự chỉ huy của hai người nhanh chóng nắm quyền kiểm soát chiến trường. Phe Diệp Tù dù liều chết cũng không sờn, nhưng mà thời gian rằng co đủ để mưu đồ bá đạo tận dụng. Thông báo hệ thống vừa vang, boss đổ ập, mưu đồ bá đạo cướp được boss. Tận lúc này Diệp Tù chưa tìm ra vị trí Lâm Kính Ngôn đời nào chủ động bước ra, boss nằm rồi cũng im ỉm chuẩn đi. Không khí chiến trận ngột ngạt khiến ai lấy cũng khó chịu, cảm giác như có sức mà không có lực, có lực lại không đánh ra hết. Nếu hai bên trực diện nhau, bọn Diệp Tu mới là đội trên cơ. Nhưng vậy thì sao, mục tiêu người ta là boss? Bây giờ boss về tay mưu đồ bá đạo, rồi chiến thuật ngu si tự hại, chịu tổn thất thế nào đi nữa vẫn là toàn thắng. Mưu đồ bá đạo có Trương Tân Kiệt và Lâm Kính Ngôn liên thủ giết tiếp thêm hai con boss, cuối cùng là giờ ngủ đã điểm. Trương Tân Kiệt dứt khoát thoát game, còn Lâm Kính Ngôn ai cũng không biết, vì Diệp Tu chưa tìm ra ID của ác lưu manh người kia. Lâm Kính Ngôn cũng không dùng nhân vật có trang bị rực rỡ nổi bật, mà xài một lưu manh hết sức bình thường trà trộn bên trong đội ngũ mưu đồ bá đạo. Trường kỳ hợp tác với bậc thầy chơi bẩn, làm không chỉ đấu pháp, cả ý thức của Lâm Kính Ngôn cũng vô tình bị ô nhiễm theo một chiều. Mãi tới lúc có thêm boss xuất hiện, Diệp Tu mới xác nhận Lâm Kính Ngôn đã out. Có boss xuất cuộc về tay Diệp Tu, lúc chơi vật liệu sẵn báo tin hai cái tin mới. Tin tốt là Lâm Kính Ngôn có vẻ không thâu đến với mình. Tin xấu là từ giờ mưu đồ bá đạo có Trương Tân Kiệt và Lâm Kính Ngôn dẫn đội cướp boss với tụi, đó là vất vả thêm. Ba trận trắng tay vừa rồi hẳn ai cũng hiểu. Vậy chúng ta sao bây giờ? Trạm Đốc Đan hỏi ý đại thần. Diệp Tu không đáp, quay sang bà hội trưởng Việt Tử Khuynh, Bạch Khê, Lưu Cảnh cùng Vũ Tận Chi. Sao nhà mấy ông không có tuyển thủ vào game giúp vậy? Bà hội trưởng đau khổ đáp. Cái này sao tụi quản được? Quả thật là vậy. Trong hợp đồng với tuyển thủ không có điều khoản vào game góp sức.
đừng nói công hội trưởng, dù là câu lạc bộ cũng không có quyền bắt ép tuyển thủ chuyên nghiệp làm việc này. Tuyển thủ chuyên nghiệp vào game hẳn là do tự nguyện hoặc là do hội trưởng hay ai đó nhờ quan hệ mà cầu viện giúp đỡ một phen. Những cái kiểu giúp đỡ này một hai trận còn được, còn là cắm chốt cả ngày phấn đấu như Trương Tân Kiệt. Nếu tuyển thủ không muốn rất khó, mà giới chuyên nghiệp bây giờ tuyển thủ chủ động vào game không nhiều, huống chi hiện tại đang là thời kỳ chuyển nhượng trong hè. Ví dụ có người muốn vào game góp sức giúp chiến đội thêm vật liệu nâng cấp nhân vật để chiến đội có thành tích tốt hơn, kết quả mùa giải sau chưa bắt đầu mình lại bị đổi sang đội khác, vậy vất vả mùa 2 cồng cốc có gì đâu. Đã có rất nhiều thói quen theo sự phát triển tăng vọt liên minh mà biến mất. Những cái năm hè oi ả tuyển thủ chuyên nghiệp tự hội phấn đấu trong game ngày trước có lẽ không còn quay lại. Lời Diệp Tô nói với ba vị hội trưởng nhiều án trách các tuyển thủ chuyên nghiệp không chịu xuất hiện. Cảm giác cũng là cảm xúc quán thay đổi của liên minh. Mọi người đều trở lên thực tế mất rồi. Dù là chiến đội hay tuyển thủ, thứ tình cảm của tuyển thủ lâu năm dành cho chiến đội như thế hệ Diệp Tô tới tuyển thủ mới còn sót bao nhiêu. Tôn Tường, Đường Hạo, hai cái tuyển thủ xuất sắc thời đại này vừa nổi tiếng 1-2-5 đổ hết sang chiến đội khác, tìm nơi thích hợp phát triển. Không chỉ là tuyển thủ thay đổi, cả liên minh cũng đang thay đổi. Câu lạc bộ, chiến đội, tuyển thủ chỉ có một cái phần nhỏ trong đó mà thôi. Nhớ ngày trước gia thế chưa phải là một cái gia thế điên cuồng vì thương mại như hôm nay. Đào Hiên cũng từng giống Diệp Tô, lấy chiến thắng chung cuộc làm điểm kiêu hãnh. Chỉ là khi mọi thứ bắt đầu không ngừng khác đi, Đào Hiên nhanh chóng hòa nhập vào đó, để lại Diệp Tô ở lại Đào Hiên thích nghi, điều chỉnh, thay đổi thành Đào Hiên bây giờ, mà Diệp Tô từ đầu đến cuối chỉ là yêu thích trò chơi, xem đấy là vinh quang tối cao mà không ngừng cố gắng. Thật ra mọi thứ nói ra chỉ là thiết lập của công ty phát hành game, lấy tên vinh quang, hướng game thủ đến, xem mọi thứ trong game đều là vinh quang làm động lực tiến đến phía trước, chỉ là một cách tuyên truyền cho game. Nhưng mà có một số người thực sự tin như vậy, cũng vì vậy mà nỗ lực không ngừng, vì ước mơ không phân biệt lớn nhỏ, với họ mục tiêu duy nhất chỉ là chơi game sao cho thật giỏi, bắt được vinh quang trong lòng của mình mà thôi. Trên con đường này Diệp Tô từng thấy nhiều người như vậy. Tháng năm ấy từng có 3 người bạn thân mang đi cùng một chính hướng. Một người chưa bắt đầu hành trình đã đi mất, một người vượt qua mọi chông gai có được tất cả, lại càng lúc càng khao khát nhiều hơn, càng lúc càng rời xa, cuối cùng còn mỗi Diệp Tô đơn độc bước đi trên con đường thuở trước là ước mơ, là vinh quang không hơn. Cả những ngày bận rộn, đầu tắp mặt tối, cặm cụi làm việc như tuyển thủ chuyên nghiệp bây giờ cũng là khinh thường, cũng chỉ vì lý tưởng mang tên vinh quang. Đêm nay hệ thống có vẻ ưu ái bọn Diệp Tô xuất hiện tất thảy 8 boss hoàng dã, hành hạ mọi người chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cướp được 6 trong 8 con. Hai con kia là vì tình báo tới muộn nên bị mấy cái cùng hội khác cướp trước, mà giết được 6 con cũng là nhờ công không nhỏ của Ngụy Sâm, gã dẫn đầu đoàn tinh anh số 2 của Luân Hồi, nhiệt tình phá hoại từ bên trong. Thủ đoạn hay dùng nhất là hỗ trợ đoàn tinh anh số 1 đánh bay hết thành phần bất hảo, xong đưa đẩy đoàn 1 solo Diệp Tu. Chỉ huy đoàn tinh anh số 1 sau đánh được Diệp Tu, đánh đầu thua đó, lòng vô cùng nhục nhã, vì phụ lòng trưởng đoàn số 2 là Ngụy Sâm, gã cho rằng lần nào đoàn 2 cũng là xuất sắc hơn, hoàn thành sứ mệnh, vậy mà đoàn 1 cứ vụt mất không biết bao nhiêu cơ hội hết lần này tới lần khác. Ngụy Sâm giả là an ủi tới đắp, không sao, có ai muốn thế đâu, nào là đối thủ là Diệp Thu, mấy ông cố gắng hết sức rồi, giọng đau khổ thấm vào gian dối khiến cho đám hưng hần nổi hết cả da gà. Công hội Luân Hồi đợt này thực sự đã xác định, bị người ta lợi dụng thì thôi, hai đoàn tinh anh vì vậy mà lục đục. Đoàn trưởng đoàn 1 bây giờ có thẹn cũng không thay đổi được sự thật hoàn không hoàn thành nhiệm vụ. Với cái kiểu đồng đội ngáng chân mình thế này, tinh anh đoàn 2 sao chịu được. Trong cái đám tinh anh cố định của công hội cũng có canh đua, dù ở giữa đoàn chủ lực dẫn đầu công hội, đám người chơi đoàn 2 đều cho rằng một đoàn vô tích sự chẳng bằng ra yểm trợ để họ lên cấp boss. Tới đây Ngụy Sâm lại tích cực làm đại sứ hòa bình, xoa dịu đoàn tinh anh số 2, phân công thế này gã mới có thể phát huy được sự nghiệp nằm vùng vĩ đại. Vì vậy nhất thời hình tượng của Ngụy Sâm trong mắt quần chúng đoàn 2 trở thành vừa biết chỉ huy lại giỏi chiến thuật. Còn đoàn 1 nhìn gã bằng cái ánh mắt lấp lánh yêu thương, một người tốt đẹp, nhìn nghĩa chưa từng thấy trên đời. Ta cảm thấy thời khắc tao thống nhất Luân Hồi, hùng bá thiên hạ đã gần ngay trước mắt. Chúng mày nói xem, lúc tụi Luân Hồi khóc lóc quỳ mọt dưới tài nghệ siêu quần của tao, mời ta làm hội con mẹ nó trưởng, thì tụi nó phải làm sao đây? Ngụy Sâm bận rộn cả đêm, tinh thần vô cùng hăng hái. Lúc quay sang Trương Tân Kiệt online, cả đám đếch thèm quan tâm kéo nhau đi ăn, ngồi chém gió thành bão. Còn sao nữa, nhà kho công hội phơi ra trước mắt, ta cứ khoáng hết rồi đi. Diệp Tu nói, bà mẹ nó, có chút quá đáng, coi chừng tụi Luân Hồi báo cảnh sát. Ngụy Sâm nói, thú tinh vãi ông tính, làm thật ư? Diệp Tu nói, nếu mà không bị phát hiện cũng được đó chứ bộ. Ngụy Sâm nói, vậy thì nhanh lên làm hội trưởng đi, coi có cơ hội thì chiến, khoáng được cái nhà kho công hội lớn,
về sau ấm êm luôn. Diệp Tu nói, mày nghĩ bậy quá, ăn không thì cả núi vàng cũng biết lở biết chưa. Chi tiêu hợp lý mới là giàu dài được. Ngụy Sâm xấu sắc bảo, tôi ăn xong rồi, té trước. Diệp Tu đứng dậy, khốn nạn, tao chưa nói xong, thằng mất dậy này, nhà thuê cho to vào, nhiều phòng như vậy mà ngày nào cũng chui vào phòng con gái nhà người ta, mày có mưu đồ gì? Gái Tô này, không phải anh không muốn gây chuyện, nhưng nếu mà anh mà là cưng á, anh tuyệt đối không nhịn thằng đó đâu. Câu sau là nói với Tô Mộc Tranh. Tôi chỉ ngại đi xa mệt, tiết kiệm thời gian thôi mà, Diệp Tu nói. Con trẻ phải chăm vận động mới sống thọ được, Ngụy Sâm nói. Người già đúng là thích làm nhảm nhiều, Diệp Tu lắc đầu thở dài, lên lầu nghỉ ngơi. Chương 754, lần chuyển nhượng quan trọng nhất của Lam Vũ. Mỗi tuần trôi qua nhanh chóng nhờ sự hợp tác của Trương Tân Kiệt và Lâm Kính Ngôn, Mưu Đồ Bá Đạo quả nhiên nắm chùm trong cuộc chiến giành boss. Tức là mấy công hội khác chỉ có thể gà tổ với công hội được đại thần chuyên nghiệp giúp đỡ. Dù sao họ là báo xếp hết rồi, boss vẫn là phải tranh giành, cướp được hay không cũng phải cố hết sức trong 2 tháng hè. Các công hội câu lạc bộ cũng quen với cái cảnh này, chẳng qua bây giờ Mưu Đồ Bá Đạo chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Những công hội câu lạc bộ khác cũng không phải không được các tuyển thủ chuyên nghiệp giúp đỡ, như Lư Hãn Văn của Lam Khai Các luôn là mạnh mẽ chăm chỉ. Cậu thiếu niên này giống như là người sinh được tràn trề, thất bại thảm hại không dập tắt ý chiến đấu của cậu. Trải qua một ngày tháng thắng có thua có, qua ngày hôm sau cậu ta hào hứng gạo thét, cổ vũ dĩ khí những thành viên trong công hội. Bên Trung Tảo Đường lại có tuyển thủ Lưu Tiêu Biệt. Đây là một kẻ nổi tiếng về tốc độ tay trong giới chuyên nghiệp, nhưng khả năng khống chế tốc độ tay của phe địch lại là quỷ khóc thần sầu thế vậy. Ừ, thế này không được phát huy chưa để. Vai trò của cậu ta tài năng cũng không thiên về chiến thuật chiến đấu như Lư Hãn Văn. Trung Thảo Đường có cậu ta giúp đỡ cũng không chiếm được ưu thế trước bậc thầy chiến thuật Trương Tân Kiệt. Đồng hạng là một công hội giàu mạnh lâu đời, Gia Vương Triều vẫn không bị quên lãng cho dù là chiến đội bị loại. Chẳng qua sức cạnh tranh chỉ là ở tầm trung, lại không biểu hiện nào nổi bật. Còn về Tân Quán Quân, thành tích trong tuần qua công hội Luân Hồi không tốt lắm, tiếp tục giữ vững danh hiệu Tân Quán Quân gây tụt mút nhất. Ngoài ra, nguồn tin hành lang cho biết đoàn tinh anh 1-2 của họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, quan hệ không mấy tốt đẹp, không ít hội trưởng dụ người công hội khác đánh hời và manh nha manh động. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới chiến đội khá nổi trội Hồ Khiếu, tuyển thủ mới gia nhập Đường Hạo vô cùng chịu khó, thường xuyên chui vào game hỗ trợ đoàn đội. Lại thêm cậu ta Tần Bình là người xuất sắc nhất mùa này, Triệu Vũ Chết cũng liên tục chơi lội trong game. Nhưng mà cái kẻ gặt hái nhiều nhất vẫn là Mưu Đồ Bá Đạo. Những cái tuyển thủ thuộc quyền trợ giúp mấy công hội khác không thể on 24/7, xác suất đi làm hệt như tỷ lệ boss random. Chỉ mình hai cái tên bá đồ này không ngại khó, ngày ngày có mặt chả khác nhân viên mấy cái dịch vụ cày thuê. Tuy Mưu Đồ Bá Đạo làm người ta hoang mang, những kẻ nổi bật nhất vẫn là Diệp Tu và Liên Minh 4 công hội. Những người này vốn dĩ không xứng làm đối thủ của công hội lớn, chẳng ngờ giữa trường chợt đâm bang, trở thành kẻ chiến thắng trong tuần qua bên cạnh Mưu Đồ Bá Đạo. Ban ngày là Mưu Đồ Bá Đạo, ban đêm là Liên Minh 4 công hội. Nói chung chỉ nhiều đó là gương mặt thân quen. Ngoài những cái việc cướp được số bot sấp xỉ Mưu Đồ Bá Đạo trong tuần qua, Diệp Tu có được dép sắc hại người không mệt nhiều lần. Ngoại trừ ác chính hại người không mệt, ác cờ lon mặc bạch còn phát hiện thêm một ác khác là bạch mạc. Đúng là tinh thần cỏ khôn có ba hàng. Hại người không mệt lần lượt mở bác trong trận chiến cướp bot quy mô lớn. Hễ bị Diệp Tu bắt gặp là xác định. Có lúc đếch hiểu vì sao chết, có lúc hiểu rồi mới chết. Nhưng mà sau khi chết có hiểu biết xong cũng đoán được lý do chết. Thiếu hiểu biết lúc lãi, hai người không mệt khổ vơ lơ. Thu hoạch tuần này giảm thế đáng thương. Hắn không thể ngờ rằng hiện tại thực lực của Diệp Tu bành trướng quá mức tưởng tượng. Không phải là chỉ có vài người là có thể thoát được. Hai người không mệt không thể phân rõ ai thuộc phe Diệp Tu nữa. Dù hắn có dùng ác nào ló mặt trong trận chiến cướp bot cũng bị người ta kéo tới đập. Hai người không mệt quả thật muốn hỏi Diệp Tu, mày muốn tao sống sao? Có điều chết mấy bữa rồi mà không gặp được nhân vật của Diệp Tu, câu hỏi ấy là đành ghim. Một cái tuần trong game là vậy, kỳ chuyển nhượng ngoài game xảy ra không ít vụ giao dịch, nhưng nhân vật quan trọng nhất là Lâm Kính Ngôn và Đường Hạo. Tiêu Thời Khâm cũng là nhân vật có tiếng nhưng là gia nhập gia thế không hề liên quan tới mùa giải kế tiếp của Liên Minh. Sau khi bị mắng chơi ngu cũng không ai quan tâm tới hắn sống chết ra sao. Tin vinh quang trong hè đa phần là quay quanh vấn đề chuyển nhượng, đủ loại tin đồn và loại suy đoán lồng lặc mùi gây ua. Nhưng mà chủ đề hot nhất vẫn là đoán xem danh tính vị tuyển thủ cầm chi phiếu 100.000 ký giấy gia nhập chiến đội Bách Hoa, trở thành người thao tác nhân vật gánh tim Bách Hoa Liễu Loạn.
Chẳng qua sau khi Trương Gia Lạc giải nghệ, liên minh không có chuyên gia đạn dược nào đạt được đến trình độ giống hắn, mà người có thể trở thành át chủ bài một đội, ngó quanh không ai đủ sức, cứ như vậy sự lựa chọn trở nên thu hẹp. Trịnh Hiền của Lam Vũ, Thẩm Vạn Hoa của Hoàng Phong, Cát Triệu Lam của Hư Không đều là lựa chọn tốt, chẳng qua bọn họ không còn là thua kém đại thần Trương Gia Lạc là mắt chủ bài một đội. Những cái tuyển thủ kể cả có khả năng vượt trội gây sốc này làm sao? Thậm chí nhiều người còn cho rằng hiện tại liên minh không có chuyên gia đạn dược nào đủ trình cản quét tất cả. Chẳng thà Bách Hoa cho Châu Viễn một năm cơ hội, ít ra Châu Viễn đã quen được cái hoàn cảnh và kỹ thuật của Bách Hoa. Mùa giải trước cũng là vì Đường Hạo quá mạnh mẽ làm thay đổi chiến thuật của Bách Hoa, nên là địa vị chủ bài của Châu Viễn mới không được xác định. Mùa giải này cứ củng cố địa vị về Châu Viễn, tập quen suốt một cái mùa đấu thì chờ chắc là thua bất kỳ tuyển thủ nào mua về. Xuất hiện nhiều ý kiến đa chiều cũng là vì chiến đội Bách Hoa vẫn là chưa có hành động cụ thể. Chuyện chuyển nhượng thường phải là thường xuyên tiền hạ thủ vi cường, đắn đo mãi tới khi không có lựa chọn, cả 100.000 không sai được. Bởi vì tuyển thủ có cơ hội chuyển đội một lần trong kỳ chuyển nhượng. Giả sử tuyển thủ được Bách Hoa chọn bị một cái đội khác nhanh chân giành trước, thì trong cả mùa hè cũng không có cơ hội nhắm tới tuyển thủ đó. Chiến đội Bách Hoa không lộ tin chuyển nhượng cũng không có định củng cố địa vị Châu Viễn. Chuyện này còn làm phàn xuất phó, không ít người nhớ tới cựu đội trưởng Trương Gia Lạc. Trương Gia Lạc khải giải nghệ khá bất ngờ, không ai cảm thấy trình độ của hắn tới lúc phải từ bỏ. Trương Gia Lạc là kẻ kỳ cựu gia nhập giải đấu chuyên nghiệp vào mùa thứ 2. Năm nay là tròn 25 xuân xanh, cũng không thuộc hàng quá đắt trong giới eSports, nhưng đó cũng không phải là độ tuổi không gắng gượng được nữa. Nhất là khi liên minh phát triển chiến thuật và đấu pháp không ngừng đổi, tuyển thủ lớn tuổi có nhiều đường sống hơn. Lâm Kính Ngôn gia nhập bá đồ, Hàn Văn Thành hô to khẩu hiệu tranh giải, hai vị lão tướng gia nhập sớm hơn tuyển thủ năm thứ hai như Trương Gia Lạc. Vì sao họ có được hùng tâm tráng trí? Trương Gia Lạc trẻ hơn không thể tái xuất lần nữa. Đây vẫn là sự kỳ vọng của fan, người đoán già đoán non, chứ bên câu lạc bộ Bách Hòa vẫn không thể làm gì khác. Tuần thứ hai mùa hè chuyển nhượng không có nhân vật tiếng tăm, chất đại chiến đội Lam Vũ bất chợt đề bạt một cái thành viên từ trại huấn luyện, mùa giải sau trở thành tuyển thủ chính thức chiến đội Lam Vũ, Lư Hãn Văn. Người mới không có tiếng tăm gì hẳn không có thu hút nhiều sự chú ý, nhưng chiến đội Lam Vũ lại vì cậu tân binh này mở họp báo, còn bảo đây là lần chuyển nhượng quan trọng nhất mùa giải mới của Lam Vũ. Giọng điệu tự tin phách lối như là gây ra sự tò mò vô số người. Các nhà báo tìm hiểu xong giật mình, Lư Hãn Văn chỉ 14 tuổi, nếu đăng ký trở thành tuyển thủ chính thức lập nên kỷ lục mới trong hạng mục tuyển thủ gia nhập liên minh chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất. Trước kia vinh quang chuyên nghiệp là quản lý chuyện tuổi tác rất nghiêm, yêu cần là phải đủ 18, đủ năng lực hành vi dân sự, có khả năng thực hiện trách nhiệm dân sự độc lập mới được. Ngày đó liên minh chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, đấu game không được nhiều người coi là nghề nghiệp đàng hoàng, tuyển thủ chuyên nghiệp bị người ta coi như là cái thứ ăn hại. Trong cái hoàn cảnh ấy mà dụ dỗ vị thành niên trẻ người ta làm tuyển thủ, trễ nải chuyện học hành người ta là bị ném đá nhiều hơn. Trải qua mấy năm liên minh chuyên nghiệp vinh quang phát triển kéo theo ngành eSports lên mạnh mẽ, nghề này cũng là được nhiều người tiếp nhận hơn, không còn là bị coi là mầm mống tai họa, người ta dần đối đãi với nó như mấy cái môn thể thao đá bóng, bóng rổ thông thường. Liên minh không ngừng sửa đổi nhiều điều khoản đặc biệt, tuổi tác cuối cùng là không còn là điều kiện hạn chế tuyển thủ. Chẳng qua tuyển thủ chuyên nghiệp 14 tuổi như Lư Hãn Văn quả thực là chuyện giật gân. Tại buổi họp báo hôm ấy, mọi người rốt cuộc nhìn thấy tuyển thủ trẻ tuổi nhất lịch sử vinh quang, nét trẻ con vẫn là còn hiện rõ trên mặt, cơ thể và giọng nói, nhưng mà cậu ta là không hề căng thẳng khi đối mặt với giới truyền thông, hỏi gì đáp nấy, muốn nói gì thì nói. Chỉ là phong thái này bỏ xa người đứng đầu liên minh hiện tại là Chu Trạch Hải cả cây số. Các nhà báo lão luyện cũng nhìn ra Lư Hãn Văn không hề được huấn luyện chuyện môn nào mấy. Đây chính là tính cách của nhóc ta, mà bọn họ rất có thiện cảm với người tích cực chủ động. Song tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn là cần thể hiện năng lực của mình hơn là khả năng ăn nói. Tiếc rằng thời điểm khai mạc mùa giải vẫn còn khá lâu, ngay khi nó bắt đầu, một cái tuyển thủ nhỏ tuổi cũng khó có được cơ hội ra sân, mà có khi còn phải ngồi hàng dự bị suốt cả mùa giải. Hơn nữa có nhiều tân binh được dẫn dắt, chế đội vi tào chẳng phải có một cái tuyển thủ không hề tham gia suốt mùa giải trước hay sao? Đáng thương cho Kiều Nhất Phàm bị người ta so sánh với tân binh của Lam Vũ mà ngay cả tên tuổi cũng không được nhớ, chỉ nhớ tên mang máng. Bởi vì trong mắt nhiều người, tân binh chế đội vi tào chỉ có mỗi Cao Anh Kiệt, còn cậu ta là tân binh chế đội Lam Vũ này thì sao? Trước đó không hề có tiếng tăm, tuy Lam Vũ lớn tiếng tuyên bố sự gia nhập cậu ta nhưng lại không tiết lộ bất kỳ thông tin. Các nhà báo còn chả biết tên nhóc này chơi nghề gì. Đây chính là thiên tài mới của Vinh Quang ư? Ai lấy là tràn ngập sự mong đợi với mùa giải tới.